Wow, cô chú anh chị ơi, đã không ạ? Thật sự là rất là đã luôn. Đang lần đầu tiên là được hóa thân là một người nông dân tưới cây nè. Cái cây hoa mang anh này cũng khoảng chừng tầm mười mấy tuổi rồi cô chú anh chị. Đó, cả một vườn mai như thế này. Trời ơi, đang xin xin tưới ké. Thật sự là cô chú anh chị có thể nhìn thấy nè. Cái ống nước mà nó còn to hơn cả cái ống nước ở nhà mình luôn nè. Quá là đã luôn. Dạ chú ơi, con gửi lại. Đây, dạ chú cầm thành ướt rồi đó. Wow, đó là đây là trong một cái khu vườn của chú anh chị ạ, mà đây là được mệnh danh là khu vườn mai, gọi là lớn nhất nhì của khu vực này của chú anh chị. Rất là nhiều cây luôn đó. Bây giờ cô chú anh chị hãy cùng đồng hành với Huyền khám phá ha. Đó, từ đầu giờ trưa tới giờ là chú đã tưới được khoảng chừng tầm 1/3 của cái vườn rồi, còn là tiếp đằng sau kia nữa. Đó, đây đó, đây này cô chú chị nha. Đó, đã tưới rồi, chỗ này ướt đất là tưới rồi đó, còn đằng sau kia thì chưa ha. Giờ cô chú chị hãy cùng Nguyên đi nhanh lên phía bên trên để khám phá cái khu vườn mai này nhé. Thật sự là rất nhiều cây mai khủng của chú chị ơi. Ô chè nước này. Wow, khu vực này thì sẽ là cổng của chú chị mình ha. Đây, đây sẽ là khu vực cổng đây. Cổng thì khá lớn, xe tải vô được ha. Ở phía trong có một xe tải cậu cây đã vô trong rồi đó. Đường thì đường lớn nha. Đó, đường chạy nhựa luôn. Từ vị trí này của chú chị mình kết nối ra ngay trục đường chính Phùng Hưng á. Của khu vực này là chỉ có 200 mét thôi của chú chị. Rất là gần luôn. Đường lớn như thế này, đi lại thoải mái ha. Thì vị trí của cái nhà vườn này tọa lạc tại An Viễn, Trảng Bom, Đồng Nai của chú chị ơi. Đó, thì thời gian vừa rồi á, An Viễn rất là sốt đất của chú anh chị. Đó, thì chủ của cái vườn mang hay này cũng là một, gọi là một ông trùm đất của khu vực ở khu vực An Viễn này, nhưng mà hiện tại là đang gọi là muốn có dòng tiền mới để xoay sở làm ăn, nên là đành phải bán lại cái nhà vườn của mình thôi ha. Thật sự là một khu vườn rất đẹp của chú anh chị, có cái diện tích lên tới là gần 2.700 mét vuông của chúng chị, rất là lớn luôn ha. Đó, cái này thì mình sẽ có một cái chà mát này. Wow, đây đó, đã không chúng chị? Cái này vào buổi sáng nè, mình về đây mình uống trà nhâm nhi một ly cà phê chẳng hạn thì tuyệt vời. Xung quanh không cảnh toàn là cây thôi, rất là mát mẻ luôn. Phía sau đây thì mình có một cái tiểu cảnh đài Đức Mẹ nè, rồi ở dưới thì mình sẽ có hồ cá ha, rất là đã luôn đó. Nói chung là nhìn rất là phê. Đây, để em đi ra cho cô chú anh chị mình coi ha. Đó, quá trời là cây cối như này của chú anh chị này, rất là đẹp luôn, rất là đã luôn. Đấy, một cái tiểu cảnh to thật là to. Ở góc trên kia là mình có một cái sân nữa của chú anh chị đây này. Ở trên này mình có một cái sân nữa, thì chỗ đấy về mình để một bộ bàn ghế mình ngồi cũng được, ở ngay dưới cái tán hoa giấy á ha. Đó, wow, nói chung là rất là nhiều cây từ to tới nhỏ ha. Đó, quá trời là đã luôn. Phía này đây, cái đất của mình là gia chủ họ xây tường hết bao như vậy cô chú anh chị nhé. Họ xây tường bao hết xung quanh như vậy luôn. Có một cây tắc này, đó, đang trời nóng mà lấy vô vắt miếng nước tắc uống thì hết sảy ha. Đó, rồi đây những cái cây hoa mai này, những gốc mai rồi những gốc khế kìa, phải gọi là siêu đã của chú anh chị ạ. Đấy, bây giờ mình cùng đi nhanh ra phía sau ha. Ở phía sau còn hứa hẹn còn những cái cây mà khủng hơn nữa cô chú anh chị ơi. Đó, cái vườn này rộng lắm luôn ấy, nên là đi sẽ hơi mất thời gian một xíu nữa, cô chú anh chị hãy có thể là thông cảm và theo dõi Huyền tiếp tục ha. Đó, đây có một cái dàn cây dâm bụt nè, lâu lắm rồi mới thấy lại cây dâm bụt này đó. Có bụi ớt hiểm này cô chú anh chị này. Đó, về đây làm gà tiêm ớt hiểm hơi bị đã. Đó, thì mình sẽ, tức là cái cổng thì nó sẽ nằm ở giữa, xong rồi hai bên hắt qua là sẽ là vườn của mình của chú chị ha. Đó, rồi mình cùng đi qua phía này. Đây, cô chú chị mình biết cái này là cái gì không ạ? Cái này là cái cuộn nhôm nhá. Đó, cái cuộn nhôm này là để mấy anh uốn thành cái cây như vậy nè. Đó, bên này cũng vậy nè. Vườn rộng quá, đó là một mình anh chủ là không thể nào làm được.
Đó Quá là đúng luôn. vườn Quá vườn đúng luôn vườn đấy nè. vườn rộng quá nên là ăn chỗ không thể nào làm được, nên là phải có thêm phụ thêm những chú và những anh nữa để qua phụ nè. Đó, anh ơi, mình gọt nhựa để làm gì anh? Nó nói sao mẹ con cho bôi keo cho nó liền da em. À, bôi keo cho nó liền da. Ừ. Dạ, Xong rồi bôi bôi keo cho keo nó nó liền vào. Cho nó là liền nó cái có nào thành đây. lại được như này không anh, hay là nó sẽ Nó sẽ kéo lại như vậy đó. à? Cho Ồ, nó bằng. dạ, tuyệt quá. Đó, cô chú anh chị mình về thì mình sẽ được gia chủ tặng lại toàn bộ những cái cây ở trong vườn này, cô chú anh chị mình ha. Đây, phía này có một cái cây khế nè, trời uốn cái dáng đẹp dữ rồi trời. Rồi, phía này thì gia chủ họ sẽ làm thêm một cái cổng ở phía trong này nữa. Thì hồi xưa là ở ngoài kia là vườn của chú anh chị, ở trong đây thì sẽ kinh doanh nhà hàng á, nhà hàng rồi có cả quán 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 nước nữa, uống nước nữa đó, nên là gia chủ làm cái cổng một phía ngoài. Chỗ này là không gian gara để xe nè, đó phía sau kia thì sẽ là không gian bếp của chú anh chị mình ha. Đó, phía sau đây có một nhà không gian bếp nhà hàng mà, nên là làm bếp mở với lại làm rộng lắm của chú anh chị, làm cực kỳ rộng luôn. Đó, đây không gian nhà bếp đây. Thì xung quanh nhà mình gia chủ họ xây tường bao hết rồi, nên là mình cứ hoàn toàn là yên tâm ha. Đó, phía này cạnh bếp mình sẽ có một cái vườn, à không, mình có một cái hồ chứ, cái hồ ui cá này. Đây, cameraman quay cho cô chú anh chị coi ngay cái vách nó chạy quá trời kìa, vách bên này này, bên kia kìa. Đó, 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 có mấy con đó. Rồi, mình cùng đi tiếp để đỡ mất thời gian của chú anh chị. Đây, đây những cái gốc mai của chú anh chị này, cả vài chục năm tuổi chứ không phải đùa đâu. Một cái cây này bây giờ á, là theo giá thị trường khoảng chừng tầm từ 100 mấy cho tới 200 mấy triệu một cây ha. Mà trong vườn thì không biết bao nhiêu cây. Đó, thật sự rất đẹp luôn. Mai này uốn thành thế bonsai này. Rồi bên kia thì gia chủ họ sẽ làm hai cái không gian nhà mát như thế này của chú chị ha. Đó, để có thể là cho khách khứa tới chơi rồi dùng trà hoặc là nghỉ ngơi ha. Đó, đây cái cây nè, mới được uốn nè, rất đẹp ha. Đó, không gian trời mát ở bên này. Ở dưới cái thì mình lại có một tiểu cảnh nữa cô chú anh chị. Ở dưới này thì mình có một cái tiểu cảnh hình ngọn núi làm rất là cao luôn, làm cao kinh khủng luôn. Đây, đó, có một cái cầu bắc qua như vậy nè cô chú anh chị. Đó, rất là đã luôn. Đây, như thế này ha. Đó, đằng sau kìa, nhìn cực kỳ là đồ sộ và khủng ha. Cái này mà mình gia chủ họ đang tắt nước, chứ nếu mà để nước là nó sẽ chảy xuống và rất là đẹp luôn. Đó, một không gian tuyệt vời. Ở dưới này nhiều cá lắm, nhưng mà tại vì là bên này thì lại không có xử lý nước đều, nên là đang bị hơi rêu một tí. Đấy, quá là đẹp luôn. Xung quanh gia chủ họ kè đá rồi họ xây vách hết cho mình ha. Đó, rồi phía sau đây thì mình sẽ có không gian nhà vệ sinh đó cô chú anh chị. Đây này, sau đây có nhà vệ sinh này, tại vì hồi xưa làm quán ăn mà. Đó, đây là có nhà vệ sinh cho khách ha. Wow, cây chỗ này khủng lắm cô chú anh chị. Cây này là cây vú sữa mà gia chủ họ uốn thành cái hình ngoằn ngoèo này, thấy không, đẹp không cô chú anh chị? Nhìn nó rất là khủng, đồ sộ luôn á, đổ nằm đổ xuống rồi uốn éo nè. Nhìn xa xa mấy cái băng keo này nhìn như mấy con rắn vậy á. Đó, sau đây là nhà vệ sinh ha. Đó, không gian nhà vệ sinh ở phía sau này. Đó, và cái chỗ này thì sẽ là cái hồ lớn của mình của chúng chị. Cái mí bên này thì sẽ là nhà vệ sinh, còn cái góc bên kia thì sẽ là không gian nhà bếp ha. Đây là sẽ là cái ngôi nhà chính của mình của chúng chị nè. Hồi xưa là anh chủ, như em chia sẻ hồi đầu video á, là anh chủ là một gọi là đại gia trong cái giới bất động sản ở khu vực An Viễn này, nên là hồi xưa anh sử dụng cái nhà này để có thể là đón khách nè, tiếp khách cũng như là vừa làm văn phòng cho nhân viên ở lại luôn. Đó, rồi bây giờ cô chú anh chị hãy cùng Nguyên tiến phía trong để khám phá ha, chứ còn ngoài vườn này thì thật sự là đi mỏi chân không hết luôn cô chú anh chị. Giờ mà quay từng cái cây cho cô chú anh chị coi thì không biết bao giờ mới hết video, tại vì có đến là hơn 400 cái gốc cây ở trong cái vườn này cô chú anh chị, rất là nhiều. Đó, thì đây sẽ là cái khu vực để đi vô cửa chính của cô chú anh chị. Qua wow, đây này cô chú anh chị ơi, hãy nhìn xuống đây, cá đang xếp hàng xếp hàng xếp hàng này. Đi từ từ thôi, cameraman nó mới không chạy đó, thấy chưa, rất là nhiều luôn. Cá này là cá hải tượng này, bên đây này đó, có cá chép rồi nhiều lắm, có mấy con mà nó to phải to bằng cái thân mình của em luôn á, mà mất tiêu rồi, nó đâu rồi á, kia kìa, nó tụ từng nhóm một kìa. Đó, quá trời là cá luôn. Này là về đây tha hồ mà cá. Đây này còn to dưới của chú chị thì nhìn kìa. Đấy, nó đang bơi đây kìa.
nguồn nó chạy mất rồi. Rồi mình cùng vô trong xuống chị ơi. Wow, nóng quá. Đây, bên trong đây thì sẽ là cái khu vực nhà ở, vừa làm nhà ở vừa làm văn phòng của cô chú anh chị. Thì chỗ này hồi xưa sẽ làm cái quầy và lễ tân đó. Đó. Rồi phía trong đây thì sẽ là cái không gian mà để cho gia chủ có thể là tiếp khách khi mà mỗi lần mà khách khứa tới ký hợp đồng làm ăn đó, thì sẽ ở khu vực này ha. Đó, không gian của bàn làm việc của nhân viên này. Rồi phía sau đây thì sẽ có một không gian phòng ngủ, là cái chỗ để cho nhân viên có thể là nghỉ ngơi á. Đó, đây nè, cũng cửa nẻo rất là nhiều luôn, mát mẻ, thoáng, sạch sẽ. Nói chung là một cái không gian mà gia chủ tận dụng được triệt để, vừa là cái không gian nhà vườn nè, đó, rồi vừa để thỏa cái đam mê là cây nè, yêu cây nè, rồi vừa có thể làm không gian để tiếp khách, làm chỗ cho nhân viên làm việc, nhưng mà tận dụng hết được ha, có cái ưu hóa. Trong đây thì sẽ có khu vực lavabo ha và kho. Còn trong này thì sẽ là một cái phòng kho, nhưng mà hiện tại bây giờ là do anh là không làm văn phòng nữa nên là sử dụng ở dưới đây để làm phòng ngủ cho chị luôn, tại vì chị đang có em bé nên không có leo cầu thang được. Đó, rồi bây giờ cô chú chị hãy cùng mình đi lên trên nhé. Đây, cầu thang này gia chủ họ đắp phủ điêu bên trên này, cạnh sông nước ha. Anh chủ chắc là rất là yêu thiên nhiên đây. Đó, ở trên này thì mình sẽ có thêm một cái không gian nữa ở trên này. Đó, lên cái là có cái cửa sổ lớn, thật lớn ở đây này. Rồi, phía bên này thì sẽ là không gian của nhà vệ sinh. Đó, có ngoài ở trong luôn ha, có cửa hướng ra ngoài nữa nên sẽ rất là thoáng, sáng, sủa. Ban ngày đâu cần bật đèn đâu, không, siêu sáng luôn. Rồi, qua tới bên này thì mình sẽ có một cái phòng, là phòng của giám đốc của chú anh chị nhé. Đó, phòng của anh chủ, phòng của giám đốc đó. Phòng này thì để anh làm việc với lại để tiếp khách ở trên này ha. Đó, không gian cũng khá là rộng rãi, làm rất là gọi là hiện đại và chắc chắn ha. Đó, đi vào đây, nguyên một cái hành lang rất là dài như này, bắt đầu từ ngay cuối theo luôn cô chú anh chị kìa. Đó, kéo dài ra tới hàng này, bên này chắc phải 30 mấy mét luôn á, dài lắm. Nhìn xuống đây thì phải gọi là mê ly luôn cô chú anh chị. Đó, nhìn cái khu vườn kìa, quá là mê luôn. Đã mát, ở dưới ngay nhà mình có cái hồ cá, nước nó bốc hơi nước lên là cực kỳ là mát. Rồi đi theo cái hành lang này thì mình sẽ có một cái dãy này, thì mình sẽ có một cái phòng ở đây nữa. Wow, rất là lớn luôn. Phòng này thì hồi xưa được làm phòng VIP của chú anh chị ạ. Phòng này là phòng VIP để có thể là tiếp khách, đối tác đến đây ăn uống hoặc là ca hát ở trên này ha. Đó, một cái phòng VIP, nói chung là rất là nhiều không gian. Rồi bây giờ mình cùng đi lên trên lầu, còn một lầu nữa của chú anh chị ạ. Đó, trên này vừa đi lên là thấy nguyên con rồng siêu to khổng lồ ở đằng trước này của chúng chị này. Đó, rồi mà cái dãy này là anh chủ để cái tổ để chưng rượu ha, ở dưới cũng vậy, ở trên này cũng vậy. Đó, nhà được ốp nhà gỗ từ dưới sàn lên tới trên cao luôn. Rồi trên này thì mình sẽ có một không gian phòng nữa. Phòng ở trên này thì đang để trống thôi, có thể là làm phòng ngủ hoặc là phòng cho nhân viên, hoặc là mình về mình làm một cái phòng karaoke cũng được ha. Khá là rộng á, cái này khoảng mười mấy mét vuông á. Đó, quá là thoáng, quá là sáng luôn. Ở ngoài cũng có một cái hành lang như ở dưới nữa của chú anh chị. Đó, rồi mình cùng đi ra phía ngoài đây ha. Có một cái chỗ không gian ở đây cũng được nè. Không gian sinh giống như kiểu như dạng như mấy nhà thì họ sử dụng là không gian sinh hoạt chung á. Wow, lên đây sẽ ngắm toàn cảnh xuống khu vực xung quanh luôn. Toàn là nhà vườn không ạ cô chú anh chị. Xung quanh đây hai bên toàn là nhà vườn luôn, và cái vườn của mình là chắc là cái vườn bự nhất rồi đó cô chú anh chị. Đó, ở trên đây là mình có thể là nhìn xuống toàn cảnh của khu vườn luôn này. Đó, cô chú anh chị có thể nhìn xung quanh, quá trời cây là cây, cực kỳ là xanh mát luôn. Đó, cái trời mát đỏ đỏ của nhà mình cái kìa cô chú anh chị kìa. Đó, rồi cô chú anh chị hãy nhìn xa hơn ra một xíu, mình thấy một cái tháp chuông, thì đó chính là cái mặt tiền đường của đường Phùng Hưng nha cô chú anh chị. Đó, đang có xe cộ đi lại rất là nhiều, mấy cô chú anh chị mình coi trên video có nhìn rõ không. Đó, cái tháp chuông đó của nhà thờ đó chính là mặt tiền đường Phùng Hưng ha. Đó, xung quanh thì nhà vườn rồi nhà dân ở cũng tương đối nhiều, đa phần là toàn biệt thự sân vườn không à, rất là nhiều. Đó, thì từ vị trí này cô chú anh chị mình kết nối ra mặt tiền đường Phùng Hưng như nói hồi nãy khoảng chừng tầm 200 mét thôi, rất là gần ha.
rồi mình kết nối về trung tâm thành phố Biên Hòa thì đâu đó khoảng chừng tầm 10 đến 12 cây, rồi kết nối ra trung tâm của thị trấn Trảng Bom thì khoảng chừng tầm 8 km là mình tới rồi đó. Còn sau này khi mà sân bay quốc tế Long Thành nó đi vào hoạt động á, thì cô chú anh chị mình di chuyển từ đây xuống như đấy cũng khoảng chừng tầm mười mấy hai chục cây thôi, rất là gần, nằm ở giữa của thành phố Biên Hòa và thành phố Long Thành của chú chị ha. Ở trong tương lai thì khu vực An Viễn sẽ rất là hot, cũng như là thời điểm vừa rồi cũng đã hot một đợt rồi đó. Và đợt này thì giá nó trầm lắng xuống một xíu. Thì đợt trước á, thì cái nhà vườn này gia chủ đang chào bán với mức giá là 40 tỷ của chúng chị, trong cái thời điểm mà hot á, là 40 tỷ. Nhưng mà hiện tại thì đang là trong cái giai đoạn cũng hơi khó khăn một xíu, và gia chủ đang cần dòng tiền để có thể là xoay sở, thì đang bán nhanh với một cái mức giá là bao nhiêu đấy ạ, bớt hẳn 5 tỷ của chúng chị là chỉ còn 35 tỷ thôi, để sở hữu một cái sản phẩm bất động sản nhà vườn rất là khủng như thế này. Chiều ngang là 25 mét của chúng chị, với cái chiều ngang là 25 mét, chiều dài là lên tới là 100 106 mét, rất là dài luôn, 2697 mét vuông của chúng chị. Trong đó thì mình đã có là 100 mét vuông, 1000 mét vuông chứ, 1000 mét vuông là thổ cư ha. Đó thì là gần một nửa là thổ thổ cư rồi. Và cái giá hiện tại gia chủ đang chào bán là bao nhiêu đây ạ? Là 35 tỷ, và còn thương lượng bất lộc cho cô chú anh chị mình ha. Cô chú anh chị nào cảm thấy nhà vườn này nào phù hợp với lại cái yêu cầu cũng như là mong muốn của gia đình mình thì hãy nhanh tay liên hệ với Uyên để có thể là nhận thêm thông tin chi tiết cũng như đến đây tham quan và trải nghiệm thực tế của chú anh chị mình ha. Rồi, vừa rồi cô chú anh chị cũng đã cùng Uyên tham quan một vòng cái sản phẩm bất động sản này, thì rất là mong là cô chú anh chị hãy yêu thương Uyên, dành cho Uyên một cái lượt đăng ký là một lượt like cũng như là một lượt bình luận để ủng hộ Uyên và đội nhóm sẽ ra thêm nhiều những video nhà đẹp hơn trong thời gian tới của chú anh chị mình ha. Rồi, cái bất động sản xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video tiếp theo.